chiếu cung điện là nguồn gốc cõi trì lục kinh thoát khỏi sông mê. Kim ngôn tình mẹ châu phê mẫu chờ con dạy tái tê lòng già. Ban ấn lệnh kỳ ba chuyến chót truyền tâm kinh cứu vớt tử linh khai đường thiên lộ luật hình thông tri lý đạo rõ tình thâm ân. Linh chân xưa tiền căn mẫu tạo tâm siêu phàm thông đạo thiên tiên gốc căn chiếu rọi diệu quyền cõi nguồn ân y đức mẹ hiền rải ban. Căn tánh đạo hoàng toàn thanh kiết xưa cung gì chẳng biết hồi đời. Linh y hồn sáu trọn vị ngôi căn tiền bích ngọc là nơi cụ trọn khá tỉnh ngộ đại hùng minh mẫn trì phụng hành bổn phận cho tròn. Tiếp lời mẫu dạy sắc son lệnh trời từng y mạng bảo toàn nguyên nhân thức tâm nội mê trần mộng nào tình tri lo tầm đạo vô vi. Tu tăng dưỡng tánh kiên trì hành cơ thuyên lực mẫu thì ban ơn đắc bổ pháp tiền căn linh tánh thành thật tu mới rảnh nghiệp duyên đạo chân chẳng muốn bạc tiền quả lành gặt hái quy nguyên phản hồi. Giờ kim khuyết hỏi trời tam giáo hỏi tam thanh điểm đạo linh căn lòng trì bố ngọc tứ ân qua sen mua nở mừng căn thiện lành. Kỳ tiếng lửa thực hành mới quy ba lần khai mở lý tam thiên. Con ơi nghe mẹ chỉ truyền sáng lo tu niệm khỏi phiền về sau. Lòng tự đắc tự cao dẹp bỏ đường công danh hiệp đó rồi tan tòm chi mà dội mơ màng cơ trời bao ân hành tàn kiếp hung.
con của mẹ thủy chung đạo lý, thì sau này cao quý chi bằng. Ngọc ngà châu báu thượng thân cũng không so sánh cho bằng đạo tâm. Cơ bá đạo dễ lầm tà mỹ, nếu không trì đạo lý chánh truyền, trao dồi tánh y mạng căn nguyên giỏi nghe chẳng sẽ đạo hiền lầm mê. Khó đạt đạo trở về với mẫu, màn vô minh hữu lậu phủ đầy, muôn màu sắc tướng nhiễm say, dựng hình tiên Phật đổi thay khó lường. Cần thấu triệt con đường thiên lý, chữ không không ngữ trị tâm hồn, phép tài áo thực bàn môn thần thông biên qua mê hồn đắm say. Nó cũng giỏi biện tài đạo lý, nhưng sự hành y chi khác xa. Con cần thấu triệt chánh tà trong thân ngũ tạng nghiệp ma ma lâu đời. Muốn tu hòa tình chịu nhồi chịu khảo, tư tưởng lành giữ đạo nhất tâm. Rõ thông thấu triệt khỏi lầm, trong thân bộ pháp kiếm tầm đâu xa. Lè sắc tướng thân ta đừng nhiễm, dù mọi điều thúc liệm muốn ăn. Tạm dùng chẳng nghĩ sắc trần, tùy duyên quá độ nuôi thân tu hành. Nghĩ sự đạo đạt thành trước nhất, làm việc gì mẫu mực xét phân. Chớ nên tin tưởng làm càng đỏ thân muộn kiếp nghiệp quán. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy, chớ mê hồn tiêu hoại về sau. Sự phân lực định thiên tàu, mẹ mong nam nữ bước vào đường tu. Chớ để cho mây mù nghiệp chướng, làm mê hồn mang dướng trả dai.
lực hình thướng y phạt chẳng sai đau lòng tình mẹ gái khai hàng tường. Con nào biết lo đường đạo đức, mẹ vui mừng túc trực bên con. Siêng năng lập đức bảo tồn cú nguy nhân loại mê hồn trầm lưng. Biết phận sự con thần than thở đạo muôn đời nhắc nhở nhục dinh chẳng nghĩ mất, còn chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban. Dầu đạo pháp gian nan khổ cực hay đắng cay, nghiệp lực gào nhòi một lời thể nguyện. Con ơi, thần minh chứng giám, đất trời rõ thông, chớ chán nản thay lòng đổi già, muốn đắc thành đạo quả phải hành. Trừng chuyên thử thách phù sanh là đường tiên qua lực hành người tu, chớ ỷ thế giận thù quan ghét chí đại hùng học phép tà mi. Đức ân dạng sự khó bày, dầu cho lao khổ khá vì bản thân. Thương nhớ mẹ phải cần lo đạo hoa, mới xứng danh con thảo rồng tiên. Đáp đền thất tổ cũ quyền sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian. Dù khánh y tướng giàu sang khó sanh, Phật thánh tiên dụng tánh thảo nghiệp đời. Dù có quan kiên thành lòng tu niệm mẹ hiền giải quan, cơ mái tạo sải sàn thật gấp, chớ chần chờ để lấp ba tấm linh. Trần đồ bát quái lược hành ngũ hành, dần chuyển nhân sinh điều tàn. Lòng mẹ đã rải ban chỉ dài, nếu con nào còn cãi luật trời, chẳng lo tu niệm chiều mới, thì đừng trách mẹ dậy thời chẳng hương. Màng má quỳ còn đáng trà trộn, Phật thánh tiên lẫn lộn hồng
trần. Để tùy duyên kiếp độ căn, dễ gì gặp đạo chánh chân mạng này. Lực kinh Phật tỏ bài sao trước, đời lộn kiếp mật thước khó dò tử sanh. Thập loại nhỏ to đầu thai quả bao khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức mang lớp người ngủ trượt tâm mang. Hay làm những sự gian tà đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Cứ chỉ biết bạc tiền danh lợi rồi tung hoành gây tội chẳng cần. Giết người cướp của muôn dân, bảo tàng độc ác khó phân nguyên phàm. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xá ngã cũng là kề trả quả nghiệp căn. Chuyện xây định luật phong thần, khảo nhòi thượng phạt kiếp ba căn đời còn. Sự chọn lựa hiếu trung kỳ chót, con khá lo bọn ngã mốt đức ân chớ ham mê. Sự hồng trần buộc ràng nghiệp quả kiếp căn đỏ đài, rồi gặp cảnh quả tai khó cứu cần định tâm ấp ủ điển quang. Nghiệm suy thấu triệt trần hoàng, trong cơ sàn sải lớp màn đau thương. Các con ngày cho tường căn kẻ ngã, nếu không đau lòng mẹ tạo phần hòn. Dưỡng nuôi ấp ủ bảo tồn linh quang, từ con xuống trần gian lập hạnh đã bị ngủ. Đâu còn nhớ kiếp tiền căn của trên mẹ tạo thượng tầng hư vô. Mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quá, chịu lưng hồi dài cả không ngần. Con ơi lòng mẹ bâng khuâng, nhớ con trong đợi tìm phương cứu nạn. Sợ đến ngày giáng màn đại hội, rồi các con chịu tội bủ tòa. Công đồng tam giáo chẳng ta lực hình sửa trị khó mà an tâm. Bị xa đỏ trầm luân địa ngục, bại
nghiệp quả trả dai, cũng như mạt kiếp đời nay tận cùng. Vì chỗ đó nên lòng tình mẹ chẳng nỡ để con trẻ lạc lầm chuyển cơ pháp điển quyền thân, chỉ nguồn gốc cội để tầm căn xưa. Màn tam giáo lọc lừa đạo quả, trên tâm thiên lục bá xuống trần, bàn môn tả đạo dụ căn, hại con của mẹ mê trần còn đâu. Nhất đến đây mẹ sầu linh tử, mãi theo đời quên sự thâm ân. Linh quan gốc tội tiền căn, ngôi xưa phê bỏ nghiệp trần đeo mang. Sự giai trả trần gian trong giờ, tình thâm ân con nở phụ dân. Chiếu theo lực đạo công đồng, thì con bất hiếu khó mong bảo tồn. Quên mất tánh chân hồn giá trị, cứ mê lầm ma quỷ lợi danh. Sanh già bệnh tử hiểu rành, mà sao con mãi đua tranh theo đời. Phải bỏ đạo quên lời mẹ dạy, còn dọc ngang tranh cãi bất tình. Nghe theo tà mỹ phạm tình, xuôi con tiêu hoại hồn lĩnh ngục tù. Để vào canh năm ngu đen tôi, biết bao giờ thoát khỏi sông mê. Sanh đi tâm ngu muội nặng nề, biết đâu chánh pháp trở về thiên. Cớ ân xá tận cùng màn chót, muốn nói chi ngôn ngữ chẳng kiên. Sau này đừng có trách phiền thần quan tả hữu y liền chẳng sai. Tâu Thượng Đế các ngài tam giáo, chiếu lực hình sử đạo kỳ này. Long qua đại hội rồng mây, đạo nào chánh pháp Như Lai chân truyền. Con của mẹ ráng thiền nhẫn nhọc, phổ phục bệ rồng. Tu là tu tâm tu lòng, chớ đừng tu tướng mà hồng ích chi. Cơ đại hội kỳ thi đã tới, lập đức thân y mới dừng còn.
một lòng vì mẹ sắc son. Ráng lo hành đạo bảo toàn kiếp căn, đừng xa ngã bụi trần con nhé, để mà dương lũ quỷ dắt hồn. Xa vào trần địa bàn môn, háo danh trột lợi chẳng còn mãn thân. Mẹ thương con vì căn mẹ tạo nên, khai truyền lý đạo chân minh. Đó là cố nục thâm tình để làm nói đạo chân linh mật màu. Dầu ba đạo tâm thời con cần rõ lực hành trì, mặt đời thế sự thị phi, tu hành chẳng nể những gì khó khăn. Mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ, mãi chứa lòng hung dữ ngang tàn. Quên căn mẫu tạo tiên ban xuống, cần dục lợi nghiệp quan chất trọng. Nở phụ bạc quên lòng từ mẫu, từ ngàn xưa mẹ tạo chân linh nắng con. Linh quang bát bộ trong mình vạn năng, độ phép ba báo phi đằng quyền diệu, để cho con tự liệu xuống trần. Lập công bồi đức tiền căn, đời hậu thế lập thân đạo hiền. Đi ngang qua đồng tiền giáo chủ, tây ba hầu chẳng hỏi giấy chào ý mình con mẹ thiên cao. Chê ngài dạy thú chẳng vào lễ nghi, tội vô lễ ngài thì quán giận. Rồi sau này khỏi phải trách hờn, cuộc đời lắm nỗi thôn doan. Không nghe lời mẹ linh hồn đỏ xa, cơ thưởng phạt kỳ ba đã rõ, lực thiên điều chẳng có gì phân. Dù con lành xứ mạng trời mà làm sai lực cũng thời trị răng, hoặc các bậc tăng học đạo hay quay quyền gây tạo tội trần cũng đều bị luật trị răng, tỳ theo nghiệp ba tội xử phân công bình. Lực tiếng quá vô hình đào thải a, chớ mê đời ngu dại hững hờ.
giờ chưa thấy làm ngơ, chừng khi qua tới có thời của nguy. Đời ngu muội biết gì còn mất, sự trăm năm chưa chắc trường tồn. Biết chi thời giận mới khôn, gần như để chết chưa chôn chờ già. Mẹ thấu hết bao lời Châu Ngọc, các con cần tu học nghiệm suy. Dù bao cay đắng xá chi, sợ lòng chẳng trọn những gì ân sâu. Quang cầu dân chuyển mãi càng khôn, linh hiển cơ quan thất sơn bảo ngọc lậu vàng, là cơ lập hỏi minh hoàng sứ phân. Đến ngày đó linh căn tề tụ, phán truyền đầy đủ chẳng sai. Bao nhiêu văn sĩ nước ngoài cũng đều chầu phục trước ngay bệ rồng. Có tam giáo công đọc phân sự không quả tròn được giữ kim giai, bằng gây tội lỗi đỏ đại vào nơi ngục thất khổ thai sát hồn. Con người sự mất còn thành bại cũng do lòng khôn dại mà ra. Căn tiên đừng để làm ma, uổng công mẹ tạo sanh ra chân thần. Mai âm dương soi dần chuyển qua, lửa lọc căn nghiệp quả trưng chiên. Ai thương bằng mẹ diêu trầy, lo con mọi sự kể gì khổ lao. Từ tạo hóa thiên cao trời đất, sanh muôn loài vạn vật hữu tình. Cơ may Phật mẫu truyền kinh, cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân. Trao bát bộ kinh luân tam bảo, túi vàng nắng chân đạo linh hồn. Cho con giữ lấy bảo tồn từ đời thượng cổ vuông tròn đức ân. Nay đến lượt xây dần mạc pháp, đời hạ quân tạo nghiệp dày đầy. Là kỳ tiên quá đổi tai, lập đời thanh đức thượng lai thanh bình. Nên lắm cuộc chiến chinh khói lửa, để sải sàng gội rửa tẩy trần. Tam kỳ mở hội lâm dân, chọn con trung hiếu nghĩa nhân phục hồi. Sự bao ứng cơ
trời đã lâu, các con cần giác ngộ rõ thâm, để khi lập hội công đồng tội tình gây tạo có mong sống còn. Dầu sông thác cho tròn nhân nghĩa, chớ đem lòng mãi nghĩa phụ dông. Tình thương kim mẫu đại đồng, quá thân vạn ước trần hồng linh căn, chuyển khắp cả hồng trần thế giới, ngày định kỳ sắp tới con ơi. Ráng tu cho kịp ngày giờ, rèn lòng xưa tâm nhớ lời mẫu khuyên, đừng ngu dại mê tiền ma quỷ, rồi sau này loạn trí điên cuồng. Quỷ ma nào có xót thương, mù mồ đủ kế gạt lường chúng sanh, nơi sơn thất sẵn dành châu ngọc, chờ các con tu học sửa lòng thanh bần, đừng tuổi gắn công ngày sau trọn đạo phỉ lòng mượn thân. Nếu chẳng nghĩ xét phân cùng tóc, làm tay sai cho bọn quỷ ma, tạo gây ác nghiệp gian tà uổng cho một kiếp sanh đi ra làm người. Lòng giả thú đổi đời tâm tánh, bất tin khi Phật thánh thần tiên, tội mang kiếp đỏ quỳnh tiền, muôn đời giam hãm xích xiềng trói thân. Con của mẹ tìm căn giác ngộ, thì phải cần hiểu rõ đỏ siêu, đừng nên loạn trí làm liều. Đời này ma quỷ rất nhiều lắm con, chúng ăn hiện tam hồn dục mãi xuôi, làm điều khờ dại ngu si, chẳng cần tội lỗi dày, thì con không định tánh khó trì ngủ ma. Nó nhập phá hành xa căn kiếp ma đề, linh hồn mang nghiệp muôn đời, khó về gặp mẹ con ơi, muôn đời xa đỏ khó thời tĩnh tâm. Kỳ mạc pháp mẫu tầm linh tử, trao cẩm nang con giữ phụng hành, đừng vì quyền lợi đấu tranh, để làm mất tâm hạnh lành cao thâm. Giữ đức độ tâm thành vững chắc
chớ để cho chúng dắt theo đời lạc lầm. Khổ lắm con ơi, chịu nhiều quả báo ức trời hành thân. Lập ý chí tinh thần dũng mạnh, đạo không phân chấp cành ngoại biên. Tùy thân hành sự trần miền, nơi nào cũng có Phật ơn thầy tổ con ghi tất dạ. Sự mặn chay tùy quả nghiệp căn, cần hành chân đạo tinh thần mới là bảo quý muôn phần ngày sau. Pha chấm y ngã muôn màu sắc tương, trọn tâm lòng định hướng chân thân. Hành trong tư tưởng thiện lành, cạo đầu để tóc chẳng thành sự chi. Kha thấu triệt vô vi nguồn cội, pha chấp không khô chấp ở nơi lòng. Một bầu vô cực âm dương phối hiệp thần thông diệu quyền, đắc bộ pháp chân truyền kim mẫu, chiếu linh quang soi dẫn kiếp căn, đoạn trừ nghiệp chướng hồng trần, siêu phàm nhập thánh phi thăng chân hồn. Ca con ca bảo toàn đạo lý khảo nhòi Phật tiên đâu rành con ơi. Còn lo đồ qua thế khắp nơi khổ sầu, con nào rõ nhiễm màu tiên hoa. Cần chúng lo đạo cả mẫu hiền, đập xây phổ quá khai truyền nên công quả gì. Mẹ hiền thương ban giàu thử thách gian nan, chớ để giữ một lòng chớ để lạc phai. Đạo màu phải gặp đắng cay mới là biết được lòng ai trung thành. Cố lập chí thực hành tâm đạo thì rõ thông tam giáo diệu quyền. Đừng nên mượn đạo Phật tiên để tạo danh lợi tư riêng tội tình. Kỳ mạc phá thiên đành ân xá là nhiệm kỳ đạo quả sắc ban. Chuyển cơ phó độ trần hoàng cũng là lực trị sai sàng hạ quân. Đời với đạo mẹ còn soi chuyện, mong con trần thể hiện đạo chân cho tình con mẹ vuông tròn. Lập cơ thánh y đức bảo toàn mang căn, ngày đại hội long dân có mặt mới nhân hiền sự thật căn tiên. Tham chi vật chất bạc tiền,
của đời ma quỷ đảo điên tinh thần. Mất đức hạnh tiền căn ngọc quý, chạy theo đời ma quỷ loạn tuồng. Ở ăn bất kể kỹ cương gian, tà xảo quyệt lâm đường nạn tay. Mang một kiếp trần ai đâu dễ, lực thiên đình đâu để lăn loạn. Trị phường hung bạo dọc ngang, trước sau cũng rõ lớp màn này đây. Dù ẩn ý tâm rài thâm độc, bị lỗi quyền đâm thọc hại nhau. Có trên bắt đầu nam tàu, xét soi thấu triệt trước sau lòng người. Sẽ tỳ nghiệp luật trời bao ứng, kiến nghiệp đài xây dựng trần gian. Rõ tâm mọi sự hành tàn, trong tâm tội ước hai đàn phân minh. Con sẽ thấy hữu tình tận mắt, mới hãng tường tiên Phật diệu quyền. Khó mong thoát khỏi lực khuyên, con cần tin tưởng lời truyền mẹ ban. Rèn trí huệ đạo vàng tiên bước, đừng để chờ đến nước ta tới trơn. Có giò nhảy đại mất hồn, xác thân như bị sóng dồn ngoài khơi. Khó cứu mạng cuộc đời căng kiếp, vì tạo gây tội nghiệp dẫy đầy. Mẹ nào khó bỏ gái trai, tại con cải luật làm.